Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ bảy ngày 23 tháng 12 của Yêu Bóng Đá Nam Go. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi với mức cập nhật ngày hôm nay. Đại thắng Fluminense, Man City lần đầu lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup. Trận chung kết FIFA Club World Cup 2023 giữa Man City và Fluminense tại sân động King Abdullah Sports City, Jeddah, Ả Rập Saudi, rạng sáng thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023 đã tạo ra một tỷ số ấn tượng. Man City, đội bóng với tư cách là nhà vô địch Champions League mùa giải 2022-2023, đã thi đấu hoàn toàn trên cơ trước Fluminense, nhà vô địch Copa Libertadores 2022-2023. Khi trận đấu chung kết FIFA Club World Cup 2023 chỉ diễn ra được 40 giây, bảng tỷ số đã có sự thay đổi với việc Man City vừa lên dẫn trước sau bàn thắng của Julian Alvarez. Bước sang phút thứ 27, Man City đã gia tăng cách biệt nhờ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Fluminense Nino. Bữa tiệc bàn thắng của The Citizen sau đó tiếp tục diễn ra trong hiệp 2 với tâm điểm là bộ đôi tiền đạo sinh năm 2000, Julian Alvarez và Phil Foden. Foden thành công ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 72 và trong lúc trận đấu đang trùng xuống, Foden tiếp tục tỏa sáng khi có pha kiến tạo như đặt cho Julian Alvarez dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành bên phía Fluminense chỉ 2 phút trước khi trận đấu khép lại. Chung cuộc, Man City lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2023 một cách hoàn toàn xứng đáng với thắng lợi 4-0 trước đại diện của bóng đá Nam Mỹ. The Citizen ngay lập tức trở thành nhà vô địch trong lần đầu tiên tham gia giải đấu này. Thành công đánh bại Fluminense ở chung kết FIFA Club World Cup 2023 đã khẳng định một năm rực rỡ của Man City. Trong suốt năm 2023, đoàn quân của Pep Guardiola đã giành được 5 danh hiệu vô địch, đó là Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng không bỏ lỡ việc lập những kỷ lục chói sáng. Ông hiện là huấn luyện viên thành công nhất ở FIFA Club World Cup trước khi dẫn dắt Man City vô địch vào năm 2013. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha là người có công đưa Barca trở thành nhà vô địch FIFA Club World Cup vào năm 2009 và 2011, sau đó tiếp tục lên ngôi tại Bayern Munich vào năm 2013. Here we go, Luis Suarez đến Inter Miami tái ngộ Messi. Chiều hôm qua 22 tháng 12, tiền đạo Luis Suarez chính thức cập bến Inter Miami để tái ngộ Leo Messi trước khi kỳ chuyển nhượng đông 2024 chính thức mở cửa. Theo báo cáo từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Luis Suarez đã ký hợp đồng ngắn hạn với đại diện MLS Inter Miami với một câu tuyên bố mang thương hiệu Here we go. Cũng theo nhà báo người Ý, thỏa thuận giữa đôi bên sẽ bao gồm điều khoản phụ tùy chọn giãn thêm một năm. Ngoài ra thì Romano cũng khẳng định rằng thực tế cả hai bên đã chốt đồng ý từ cách đây 2 tháng trước sau khi thống nhất quan điểm và các điều khoản cá nhân cho thương vụ này. Đây là cuộc hội ngộ vô cùng được khán giả trên toàn thế giới mong chờ, đặc biệt là các culé và fan hâm mộ của hai siêu sao Luis Suarez và Leo Messi. Với việc tiền đạo người Uruguay cập bến đội bóng bang Florida, Inter Miami cho đến hiện tại sẽ có trong đội hình 4 ngôi sao chủ chốt, những người từng cùng Barcelona làm mưa làm gió thời kỳ đỉnh cao tại châu Âu với Leo Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba đã cập bến Inter Miami trước đó. Thời gian vừa qua, thương vụ Luis Suarez được liên hệ tới Inter Miami nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là đã có nhiều nguồn tin ngầm xác nhận điều này, bao gồm cả những nhà lãnh đạo của Inter Miami như giám đốc thể thao hay huấn luyện viên trưởng Tata Martino. Với việc cập bến Inter Miami sớm hơn dự kiến, nhiều khả năng tiền đạo người Uruguay sẽ có thể cùng các đồng đội tại đội bóng mới tham dự loạt trận giao hữu tiền mùa giải 2024 đã được câu lạc bộ lên kế hoạch sớm. Arteta, Arsenal chưa giành được thứ gì to tát. Vào chủ nhật tuần này, Arsenal sẽ đối đầu với Liverpool trên sân Anfield. Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay, 22 tháng 12, huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rõ những thách thức của pháo thủ khi đá tại Merseyside. Đó là một bầu không khí đặc biệt, hai đội đang có phong độ cao, vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Tôi chắc chắn cả hai đội đều đã chuẩn bị để giành chiến thắng. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng. Tuần này cũng đánh dấu kỷ niệm 4 năm Arteta dẫn dắt đội chủ sân Emirates. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã cho thấy sự tiến bộ qua từng năm khi pháo thủ lần lượt đứng thứ 8, 8, 5 và đứng thứ 2 ở Premier League dưới triều đại của ông. Arteta cũng đã giành được FA Cup vào mùa 2019-2020, Community Shield vào năm 2020 và 2023. Còn mùa giải này thì Arteta đã cùng Arsenal vào đến vòng loại trực tiếp Champions League khi họ trở lại sau 7 năm vắng bóng. Khi được hỏi về thành tích của mình, Arteta nói thêm: "Tôi ghi nhận chúng, nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được đủ những danh hiệu quan trọng và chúng tôi muốn trở nên tốt hơn và thành công hơn. Có rất nhiều điều chúng tôi đã cùng nhau đạt được trong 4 năm đó. Xin cảm ơn những người đã cùng chúng tôi đồng hành trên hành trình này và cả những người ở phía sau chúng tôi." Trên cương vị huấn luyện viên, Arteta từng thắng ở Stamford, Stamford Bridge và nhiều nơi khác nhưng chưa từng thắng ở Anfield. Thuyền trưởng Arsenal cho biết đó là điều ông luôn khát khao có thể thực hiện được. "Chúng tôi sẽ có kế hoạch để đánh bại họ và rời Anfield với 3 điểm. Hãy đến đó và giành chiến thắng. Nếu bạn muốn đứng đầu, bạn phải đến những nơi như vậy, chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong các trận đấu. Đó là những gì chúng tôi sẽ cố gắng làm."
Arsenal hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Liverpool đúng 1 điểm, có nghĩa là kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của top 3. Rondo tỏa sáng, Anas chiến thắng tưng bừng cho An Etifak. Với lợi thế sân nhà, Anas đẩy nhanh nhịp độ từ những phút đầu. Trước sức ép từ Anas, huấn luyện viên Zera chủ động cho An Etifak chơi phòng ngự số đông. Anas hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, những cơ hội đội bóng áo vàng xanh tạo ra không thể làm khó được thủ thành Victor. Tưởng chừng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa thì Alex Telles đã lên tiếng. Phút 43, cựu sao MU đón bóng trên không tung cú vô lê như búa bổ về phía khung thành An Etifak, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Bước vào hiệp 2, tiếp đà tâm lý, Anas dồn lên. Phút 59, Ronaldo đánh đầu kiến tạo thuận lợi cho Brozovic dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Anas. Chưa dừng lại ở đó, phút 73, Mane có tình huống dê bóng ấn tượng cho vào cấm. Cầu thủ An Etifak để bóng chạm tay và trọng tài không ngần ngại thổi penalty cho đội chủ nhà. Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 51 trong năm 2023. Những cố gắng của An Etifak đã giúp họ có được bàn thắng danh dự nhờ công của An Kouyaté. Tỷ số 3-1 vẫn được giữ đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Với 3 điểm có được, Anas vẫn bám đuổi Al Hilal trên bảng xếp hạng với 10 điểm cách biệt. MU nhận tin buồn từ 5 ngôi sao trước dịp Giáng sinh. Theo xác nhận của huấn luyện viên Erik ten Hag, Manchester United sẽ vắng mặt 5 cầu thủ chủ chốt trong trận đấu thuộc vòng 18 Premier League với West Ham United diễn ra vào 19:30 ngày 23 tháng 12. Ten Hag nói trong cuộc họp báo trước trận đấu thông qua United Blog, Martinez và Casemiro không có mặt trước Giáng sinh. Giữa tháng 1, chúng tôi mong đợi họ trở lại. Tương tự như Mason Mount vào tháng 1, tôi mong đợi Maguire sẽ sớm xuất hiện và Lindelof không có mặt. Anh ấy đã thực hiện một cuộc phẫu thuật vì sẽ phải ngồi ngoài vài tuần. Lindelof gặp vấn đề và phải tiến hành cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, Bruno Fernandes sẽ trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu với Liverpool do án treo giò. Với Anthony Martial, người đã bỏ lỡ 2 trận đấu gần nhất vì ốm, vẫn là nghi ngờ cho trận đấu sắp tới. Quỷ đỏ bước vào cuộc đụng độ tại vòng 18 sau trận hòa không bàn thắng trước Liverpool ở Anfield vào cuối tuần trước. Trong khi đó, West Ham đã chịu thất bại 1-5 trước chính Liverpool ở tứ kết Carabao Cup vào giữa tuần. Một chiến thắng trước West Ham có thể giúp Manchester United tiến lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi một thất bại có thể khiến họ tụt xuống thứ 9 dưới cả West Ham. Ngoài việc cập nhật về chấn thương, Erik ten Hag cũng đã bày tỏ suy nghĩ về tình trạng hạn hán bàn thắng của Højlund. Ông nói thêm: "Chúng tôi cởi mở, Højlund cởi mở. Tâm lý của anh ấy rất tuyệt. Rõ ràng Højlund là một cầu thủ rất giỏi khi gặp căng thẳng. Anh ấy giải quyết được điều đó. Nguyên nhân không phải ở Højlund mà còn có Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Bruno Fernandes, Scott McTominay. Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, Antony và Anthony Martial mới chỉ ghi được 4 bàn thắng cho Manchester United mùa này. Đây là thông số không thể chấp nhận được đối với một đội bóng lớn và giàu tham vọng như Man United. 4 phương án chuyển nhượng cho Arsenal trong tháng 1. Chỉ còn vài ngày nữa thì chuyển nhượng mùa đông tại châu Âu sẽ mở cửa. Arsenal vẫn tiếp tục hoạt động với mục tiêu hướng đến thành công ở cả Premier League vẫn Champions League. Điều thú vị là, theo báo cáo của tờ Independent, Arsenal muốn ký tối đa với 4 cầu thủ. Dĩ nhiên, điều kiện thực tế sẽ luôn khiến mọi thứ phức tạp hơn và không dễ để ban lãnh đạo pháo thủ hoàn tất được cả 4 chữ ký mới. Football Chiếu London mới đây đã đưa ra dự đoán về những người mà Arsenal sẽ nghiêm túc theo đuổi. 1. Trung phong Ivan Toni. Toni tất nhiên là tiền đạo được nhắc đến nhiều nhất trong danh sách chuyển nhượng của Arsenal. Anh bị treo giò 8 tháng sau khi vi phạm các quy tắc cá cược và tuyển thủ Anh sẽ trở lại vào tháng 1 tới. Khả năng Arsenal theo đuổi Toni vào tháng 1 sẽ bị ảnh hưởng bởi mức giá mà Brentford đưa ra. Họ có thể phải bán đi Eddie Nketiah để gây quỹ. 2. Tiền vệ Douglas Luiz. Cầu thủ người Brazil vẫn là một trong những mục tiêu mà ban lãnh đạo Arsenal để mắt trong một thời gian dài. Cuối tháng 8 vừa qua, Arsenal đã gửi đề nghị đến Aston Villa nhưng bị từ chối. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng tới đây, Arsenal sẽ chắc chắn quay lại với thương vụ này. 3. Hậu vệ cánh Jeremy Frimpong. Football Chiếu London đã đưa tin hồi hè rằng pháo thủ thực sự quan tâm đến hậu vệ người Hà Lan. Bất kỳ động thái nào đối với anh bây giờ chắc chắn sẽ phải đầu tư một mức phí chuyển nhượng cực kỳ đắt khi anh đang bay cao ở Bayer Leverkusen và còn hợp đồng tới năm 2028. 4. Jorel Hato. Một phương án khả thi hơn về mặt tài chính, Jorel Hato, anh là một tài năng trẻ người Hà Lan khác, người đang tiếp bước những thành công của Julen Timber tại Ajax. Arsenal đang theo dõi rất sát sao Hato và có thể sẽ thực hiện một động thái chuyển nhượng trong tương lai gần. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 23 tháng 12 của kênh Yêu Bóng Đá 5G với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Hãy lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.